Chào mọi người nha, hôm nay mình đi giao chó ở Gò Dầu Tây Ninh. Giao chó giống. Rồi dắt nó đi vô đi. Đây là mô hình của bạn mình đây, hai con rốt. Này rốt thợ mua của mình luôn nè. Này nó đẹp quá trời đẹp rồi nè. Hai em rốt Miller, Miller Đức, không thấy cực quý, cái bự ghê. Con này lông móng mượt ghê, là như gọi chờ gọi xanh siêu. Bây giờ mình với bên anh Nhân sẽ ký hợp đồng để hợp tác cho bao tiêu sản phẩm cho con. Bên mình thì bán chó giống với lại có dịch vụ phối giống và bao tiêu đầu ra với mức giá là cố định luôn, thỏa thuận hợp đồng. Đạt đủ trọng lượng 8kg và chích ngừa 2 mũi thì mình sẽ bao tiêu lại sản phẩm cho bên anh Nhân. Anh em bà con nào mà thích nuôi chó thì liên hệ số điện thoại của mình là 0766 77 8880 nha. Trại chó Úc Sáu Sài Gòn. Xin chào mọi người nha.